Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh, chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập gạch về nhà mới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về một cái trường hợp là cái vị trí có thể bố trí chiếu nghỉ của cầu thang á, thì chúng tôi chẻ ra làm 4 bậc. Đây cái vị trí này. Đó, thì cái đây là cái cầu thang trong một cái tòa nhà đang làm ở cái quán cà phê. Quan cảnh tổng thể thì quý vị quan sát là thấy một cái quán cà phê cũng khá là sang trọng. Đó. Quý vị nào hay đi uống cà phê thì nhìn cái nội thất này chắc là cũng biết cái quán cà phê thương hiệu gì, cà phê Katinak. Chúng tôi đang làm video một cái cà phê Katinak ở ngay góc đường Nguyễn Văn Sang với Tăng Sơn Nhì, quận Tân Phú. Cái thương hiệu cà phê này thì cũng khá là nổi tiếng, đang mở rộng rất là nhiều cái chi nhánh hiện nay. Chúng tôi quay toàn cảnh vậy để là quý vị thấy trong quán cà phê thì người ta di chuyển lên xuống rất là nhiều, từ nhân viên phục vụ cho đến thực khách. Thành ra là hiển nhiên là trong thực tế mà sử dụng nhiều như vậy thì cái cấu tạo kiến trúc có thể chấp nhận được. Cái chiều rộng cái bảng thang ở đây là 1 mét. Và cầu thang này là cầu thang chiếu Âu. Hai cái vị trí có thể làm chiếu nghỉ như thường lệ thì đều được chẻ làm 4 bậc. Lát nữa chúng tôi sẽ quay cái trường hợp khách người ta đi lên đi xuống. Đây có người đang đi lên, người ta đi cũng khá là thoải mái. Các cái cấu tạo chi tiết khác của cầu thang thì nó cũng bình thường thôi, giống như rất là nhiều video chúng tôi làm ở trong kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng, cũng như là các cái cấu tạo chi tiết trong các cái bản vẽ kiến trúc kết cấu cầu thang. Chỉ có cái chi tiết này là đáng chú ý khi mà các cái chủ đầu tư các công trình hay cân nhắc. Hiển nhiên là nếu mà cái điều kiện bố trí cầu thang á, nó cho phép cái không gian mặt bằng của tòa nhà rộng rãi thì chúng ta có thể chừa hết nguyên cái ô này thành một cái ô vuông để làm chiếu nghỉ thì nó sẽ thoải mái hơn. Trong trường hợp không được như vậy thì chúng ta có thể tận dụng cái chỗ này, chúng ta chẻ làm 2 bậc 3 bậc. Và cái chi tiết trong video này đó là đang là 4 bậc. Tại vì một vị trí này chúng ta 4 bậc có nghĩa là trừ một cái bậc theo thông lệ đó là cái chiếu nghỉ thì chúng ta tiết kiệm được 3 bậc. Và cái vị trí này 3 bậc nữa là chúng ta tiết kiệm được 6 bậc. Cứ mỗi bậc tối thiểu là 25 phân, thì chúng ta cũng tiết kiệm được 1,5 mét không gian cầu thang. Và khi cần thì buộc thế chúng ta phải bố trí như thế này để tiết kiệm không gian. Bây giờ chúng tôi đi xuống này, chúng tôi vừa đi vừa quay video, không cần vịn tay vịn cầu thang thì vẫn đi một cách thoải mái. Đây cái bước chân chúng tôi bước nó hơi xiên về cái vị trí nhỏ một chút, vẫn đi bình thường thôi. Nếu chúng ta cần vịn vào cái tay vịn thì vẫn vịn được. Đây rất là thoải mái, không có vấn đề gì. Tất cả các cầu ở trong cái nhà này nó đều chẻ bậc như vậy hết. Tuy nhiên là ở dưới đi lên thì do cái chiều cao tầng
nó thấp hơn, cho nên người ta chẹp ba chứ không có chẹp bốn. Chúng tôi xin kết thúc video, xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng, cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội thất, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Chúng tôi quay kỹ cái cấu tạo bên hông cũng như từ dưới lên.